Chào mừng các bạn đến với kênh Bò Củ Chi TV. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một bộ mẹ con cái xin các bạn. Mẹ nè, dẫn cái xin các bạn. Mẹ rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè, sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Dẫn cái xin. Mẹ xây mặt xây lưng đồ nghiêm chỉnh hết, không lan giá, dẫn cái xin các bạn. Dẫn cái xin. Mẹ cao 1m27 bò. Dẫn cái xin được 15 ngày. Đó, dẫn cái xin là lứa 3 nha các bạn. Dẫn cái xin là lứa 3 nha. Đó, mẹ cao 1m27 bò, dẫn cái xin được 15 ngày. Cái xin được 15 ngày tuổi các bạn. Dẫn cái xin lứa 3, giá là 27 triệu các bạn. 27 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú Bò, comment dưới màn hình các bạn. Còn cái xin nè, sái tích cái xin con nghiêm chỉnh hết. Mẹ cũng như vậy luôn các bạn. Mẹ cũng sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, mẹ sẽ mặc sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết, bầu sữa hết biết luôn các bạn không. Đó, bò mẹ cao 1m27 bò. Cái xin được 15 ngày tuổi. Mẹ dẫn cái xin lứa 3. Giá 27 triệu các bạn, 27 triệu. Đó, dẫn cái xin là lứa 3 nha các bạn, mẹ qua đang khui các bạn không. Bò Hà Đông. Đó. Cái xin con bạc gu nè. Sái tích đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng đi hoàn thiện hết. Mới 15 ngày các bạn. Đó, 15 ngày dẫn cái xin lứa 3. Mẹ cao 1m27 bò. Giá 27 triệu luôn các bạn. Giá 27 triệu luôn. Đó. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú Bò, mình comment dưới màn hình video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.